Theo bạn, tố chất nào tạo nên chân dung giáo viên đúng nghĩa? Liệu có phải từ trình độ chuyên môn? Ok, vậy để có một câu trả lời hoàn thiện nhất thì các bạn hãy dựa vào cấu trúc area. Đối với nghề giáo, kiến thức và nghiệp vụ sư phạm là yếu tố thiết yếu và tiên quyết. Your house. So an example of that would be if they sense something suspicious, they will bark to warn you. They could just eat and demand attention all day. Liệu có phải là người kiên trì bền bỉ? Hello Zia, con đến rồi à? Ok, đi con nhé. Với bất cứ học trò nào, giáo viên cũng mang tâm thế kiên nhẫn, dù khó khăn cũng không nản lòng. This work? You don't know? No. Then repeat after teacher. Kick. Kick. Very good. Hello chị Thư. Chào Tiên. Ủa sao hôm nay chị đến sớm vậy? Hôm nay chị tranh thủ lên sớm để chị chấm hoàn thành các cái bài tập cho các bạn học viên ngày hôm nay. Đó thôi, chị tranh thủ lên nha. Dạ. Hoặc có chăng là sự tận tâm trách nhiệm? Cô ơi, cho nhỏ hay không là sao cô? Trời. Thầy cô luôn ý thức được sứ mệnh mình mang theo mỗi ngày và cống hiến hết mình vì trọng trách đó. Hay có phải là sự đổi mới sáng tạo? Tuy nhiên thì ở đây chúng mình quan sát là cô Tâm có một vài cái gợi ý cho cái cách làm thứ hai. Các giáo viên không ngừng nghiên cứu, khám phá kho tàng tri thức để mang đến những kiến thức đột phá, mới lạ hơn cho học trò. Rồi, buổi học của chúng mình ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Chúng mình nhớ hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ nhé. Truyền cảm hứng có phải là một tố chất của một giáo viên? Mỗi sứ giả là một người lan tỏa niềm đam mê, yêu thích ngôn ngữ đến từng học viên của mình. Don't worry, you can join with your friends, okay? We have many rooms in the class. I know you are shy, so don't be shy, okay? Be confident and just join the room and talk with them, okay? I will support you. Bài học tâm niệm rằng để trở thành một người giáo viên đúng nghĩa sẽ cần hội tụ đủ 5 yếu tố như 5 cánh sao tạo nên một ngôi sao hoàn chỉnh, soi chiếu hành trình trưởng thành tất cả các bạn học trò. IMAP tin tưởng rằng với những phẩm chất và tinh thần đấy, những giáo viên, những sứ giả truyền cảm hứng sẽ mang lại những bài giảng và chất lượng vượt trội, nâng tầm kỹ năng và đặc biệt sẽ hoàn thành sứ mệnh giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh. Qua 11 năm truyền cảm hứng ngôn ngữ, những ngôi sao đó đã soi sáng biết bao nhiêu thế hệ học trò. Ngày ngày tới lớp là ngày ngày học tập hăng say và phấn đấu. Niềm hạnh phúc của người thầy, người cô là nhìn thấy học trò của mình gặt hái quả ngọt. Mình chỉ là một người nội trợ thôi, đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tại vì mình rất là yêu thích tiếng Anh cho nên là mình đã chọn cái trung tâm Miss Hoa để mà theo học. Ban đầu thì mình cũng rất là ngại ngùng và nói chung là sợ vì có thể là sẽ không theo kịp các bạn trẻ. Nhưng mà khi mà vào lớp học mình thấy cái không khí lớp học rất là vui vẻ, các bạn rất hòa đồng. Và thầy, đặc biệt là thầy rất là nhiệt tình. Mỗi một buổi học thầy rất là truyền năng lượng cho mình. Vì vậy mình cảm thấy càng yêu cái lớp học này hơn. Nghề giáo ý nghĩa như vậy đó. Đồng hành hết mình tận tâm trách nhiệm để giúp học trò đạt mục tiêu. Và xa hơn nữa, kiến thức thầy cô chính là bệ phóng cho những ngôi sao nhỏ vụt sáng và mạnh mẽ hơn trong tương lai của chính mình. Mẹ cho con đến đây học thì rất là yên tâm bởi vì các thầy cô ở đây thì dạy bảo rất là tận tình, chăm sóc, yêu thương. Cảm ơn các thầy cô ở Miss Hoa rất nhiều ạ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tự hào của bậc phụ huynh dành cho các con, đó như một phần thưởng quý giá cho chặng đường cố gắng của đội ngũ giáo viên IMAP. Song hành cùng giá trị đào tạo của IMAP, thầy cô luôn tìm tòi sáng tạo để mang tinh thần tươi mới vào trong từng bài giảng, giúp cho tất cả học viên luôn được truyền cảm hứng tuyệt vời và tiếp thu hiệu quả. Ở đây thì chị rất là ngưỡng mộ các thầy cô và rất là khâm phục các thầy cô luôn. Các thầy cô rất là nhiệt tình. Cái thứ hai nữa là dù là các thầy cô on-site từ buổi sáng, tuy nhiên là vào buổi chiều các thầy cô vẫn chăm chỉ chấm bài và đến sớm hơn giờ dạy so với lại cái lịch dự kiến luôn. Nhưng mà lúc nào lên lớp các thầy cô cũng tràn đầy năng lượng và rất là hăng hái. Bất cứ một giờ học hay một workshop nào có sự đảm nhận của giáo viên thì luôn 10 điểm, không có những. Mỗi một workshop sẽ có một nội dung khác nhau và học viên vô cùng thích thú. Sở dĩ
nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là bởi các thầy cô chưa bao giờ ngừng sáng tạo, đổi mới, chưa bao giờ ngừng cống hiến vì một tương lai sáng lạn của học trò mình. Xin thay mặt cho toàn bộ cán bộ nhân viên của khối điểm trường thì chị xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn bộ tất cả các đội ngũ giáo viên học thuật và đào tạo của IMAP đã ngày đêm chúng ta trao những giá trị tốt nhất dành cho các bạn học viên. Và chị hy vọng điểm trường cũng như là đội ngũ giáo viên chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, đoàn kết với nhau và vì một mục tiêu chung, đó là làm thế nào mà giúp học viên đạt được mục tiêu cũng như đem đến những dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho học viên. Nhân dịp 20 tháng 11, thay mặt cho khối văn phòng của hệ thống IMAP, chị xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả toàn thể giáo viên của hệ thống IMAP Việt Nam. Một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các em, những người lái đò, những người thầy truyền cảm hứng đã mang đến cho tất cả các bạn học viên của toàn hệ thống một môi trường học mà ở đấy các bạn học viên được sáng tạo, được hạnh phúc trên hành trình chinh phục ngôn ngữ với giá trị đổi mới sáng tạo mà các em đang ngày đêm thay đổi bản thân mỗi ngày để giúp cho tất cả các bạn học viên có những bài giảng hay hơn, chất lượng hơn. Thì đấy chính là những điều mà chị rất là trân trọng và cảm ơn các em rất là nhiều. Thay mặt phòng đào tạo IMAP, chị Hoa gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đội ngũ chúng ta, những sứ giả truyền cảm hứng. Cảm ơn các em đã luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả các bạn học trò. Và mong mỏi của chị Hoa và IMAP đó là chúng ta sẽ luôn luôn giữ vững sức khỏe và đặc biệt là tinh thần luôn tích cực, tràn đầy năng lượng, sẽ là hình mẫu để người học trò noi theo, giúp tất cả các bạn học trò chạm được ước mơ của mình nhé. Một lần nữa, cảm ơn các em. Thank you, teacher. I love teachers. Con cảm ơn thầy cô rất nhiều. Con yêu thầy cô ạ. Thank you, teacher. Thank you, teacher. I love you. Thank you for your inspiration. Thank you for your inspiration.